Vũ chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đi ngược lên trên An Cơ, nhưng mà mình đi tới khúc này hình như là mới chụp trồng dừa hay gì á. Thì mình gặp hai chiếc 4.000 chạy chung các bạn, hai chiếc cày chạy chung vào đám ruộng á. Thì cái chiếc ở trước nè, thì nó không có cầu, nó có một cầu à. Còn cái chiếc sau là hai cầu. Chiếc này là xài dàn cày của chính mình ở Tây Ninh mình luôn, ở thị xã vậy á. Hai chiếc chạy miếng này cũng khoảng 5 công các bạn, chạy thì rất là nhanh luôn. Mình cũng không lành các bạn, tại vì bữa hổm mình gặp chiếc 4.000 chở mấy cắt lúa là cầu, là cầu riêng luôn nha, nó cầu riêng luôn á. Thằng pho 4.000 này thì nó chỉ có 55 HP thôi, 2.8 lít. Con chạy chung vui không? Mình zoom gần lên được đó các bạn, nhưng mà mình zoom mình đi á là cái đầu nó sẽ bị giật. Các cây zoom bầu của mình thất hư hết rồi. Hai chiếc chạy vui thì chứ. Giống như bà hổng mình quay sao phan các bạn. Chiếc 4 như chiếc 4.600 hả? Hồi chiếc 4.000, chiếc 4.000, 4.600 thì mình quên rồi, với chiếc 5.000 á. Hai chiếc chạy chung mía cũng vui lắm. Rồi chiếc bảnh ghe dưới ra lên luôn rồi. Giỏi sao là 13-28 nha các bạn. Ở dưới chắc 16 rồi, vậy xíu à. Thôi các bạn phải lên bắt không? Ăn là cũng sâu lắm nha, ở trong có cặn lắm. Thank you.
cái chiếc hai cầu này á, nó đợi nó đi sau đất thằng một cầu này nó bực quá cho nên ve xuống bên kia chạy lên hàng ha. Bây giờ đợi thằng một cầu này đi xa đi rồi nó qua nè, cái đi gần thì nó sẽ đứt đợi hoài á, thằng này nó chạy lẹ hơn. Đây chạy hai lần đây nó xong rồi. Hai lần nhưng mà anh chưa từ đầu ha. Coi chiếc này lên coi. Không biết là máy còn im đó các bạn, không có chiếc nào ra khói nhiều quá đó. Nó bị xéo đầu dưới nó bự, đầu trên này nó nhỏ. Về luôn hoặc bên kia hả, cái nó về lại chạy ngang rồi chứ. Rồi chạy xong rồi. Khúc cái này cho nó hết rồi, còn khúc dưới kia là đất này đầu bự đầu nhỏ. Đến đây là đầu chiếc này lên nó cắt mí luôn. Nó đó. Chứ là mâm sao vàng mâm chiếc trắng đã vàng là xa nhìn nó nổi luôn á.
Tính ra thằng này nó 4 máy mà nó có 55 HP hết các bạn. Nó có 2.8. Đây, đại ca lên, đại ca lên. Đó, qua đang đứng đây cho đại ca lên. Đứng trên gió nha. Đứng trên gió như ngược sáng. Chưa lấy thằng cháu nữa, tại vì dù gì nó cũng phải chạy lại một lần đó các bạn, nên nó là cứ để đó. Không biết cái đài hai cầu là nó nằm cái khoảng năm nào tới năm nào hết các bạn, các bạn nào biết comment cho mình biết nha. Tại vì cái hai cầu này, cái 4.000 hai cầu này nè, là có nhiều anh nói là nó là mua là zin luôn hay gì á, chứ không phải là nó là mình lên á, nên nó là mình cũng không rành nữa, hay là mua chủ này sang chủ kia rồi mua có sẵn rồi mấy anh nói có sẵn mình cũng không rành nữa. Các bạn nào biết rồi nói cho mình biết chứ, thấy gì chứ quay mấy cài này ngu lắm các bạn ơi, mà có đâu nhớ nổi đâu, nhiều khi quay cái hiệu nó còn nhớ không nổi, nó không hồ gì mà thông số, tại mình quay mình về mình không có edit lại. Chứ nếu mà mình về edit chỉnh sửa lại các bạn, mình về tra Google với mình thu thập thông tin á, mình về mình ngồi nói mình ghi âm vô. Nhưng mà tại vì bây giờ mình mới làm cũng chưa có thời gian á, mình tranh thủ mình ra video cho nó nhiều á, nó thời gian sau thì mình cũng ra video ít lại, rồi cái đấy mình chỉnh chu hơn, mình thông số đồ mình rõ ràng hết các bạn. Hai em chạy bên kia cho xong là bên kia luôn à. Cái chiếc hai cầu chạy sau đó là nó rong luôn á, rong sát bờ luôn á. Hãy gây chạy xong đám này qua chạy đám nào đây, chắc qua chạy đám kế luôn á. Hồi nãy dưới ở Ba Vịnh á, thì cái dàn xới của Ba Quang là cũng ở Tây Ninh, mà mình tra trên bản đồ thì cũng không tìm ra, lên Google tìm không ra. Còn cái này là của Chính Bình, để ra tìm thử gặp Chính Bình ở đâu không, tại vì ở Tây Ninh mà không biết chỗ nào. Và có nhiều cái cơ sở sản xuất mà xưởng sản xuất nhưng mà người ta không có đăng ký hay sao các bạn, không có đăng ký trên Google Maps hay gì đó, nên nó là mình tìm không gặp. Thằng một cầu này chạy cảm giác nó nặng máy hơn, nặng máy hơn hai cầu và máy chạy khỏe hơn. Hai cầu gì này cái gì này dù gì đi nữa cái nó cũng mạnh hơn chút. Rồi lên, rồi nó chạy ra trong rồi, để con đi đâu đây. Dưới nó không hết rồi, chắc phải ve lên cái rồi đó, chiếc mà tàu nào phải ve lại nè, ve lại rồi mới đi lên cái đám hết được, tại đầu dưới đầu bự á, cài là ngang này chi ta. Cái đường giữa này, đường mương á, dài phía dưới kia luôn, chung với miếng xuống dưới luôn, là một miếng hai miếng này, miếng thứ ba nè, không có cái đường mương ngay chính giữa nè, chắc lẽ là đừng thả nước vô vậy các bạn, chắc thả nước vô quá. Chỗ đó có cặm cây làm dấu rồi, bây giờ anh thả một lần chính giữa để ra cho nước vô. Chỉ gì vậy hả? Chỉ gì vậy? Đó, lên sống Tây Ninh đó, mới tới nè đó, tới xong rồi ta lên hàng này đứa xong luôn rồi.
sau mình luôn. Chưa hết các bạn, nhiều khi á mình ăn cơm có chất dầu, nhiều khi mình ăn những gì ngọt ngọt, uống nước rồi ngọt ngọt á, mà vô nó sẽ dễ bị ho. Mà con người mà giờ ăn uống các bạn biết đó, đâu khi nào tránh mấy món đó được. Đi chung. Rồi bây giờ mình cũng kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ xong rồi, để con chạy đi đâu nữa đây. Rồi qua đám kế bên. Chưa qua. Đó còn lần nữa hả? Còn lại cái đó còn lần nữa. Đó cào nó cài đừng lấy cài lại cài lấy đường mương quá vậy. Cài mấy quận luôn. Xuống nữa nè. Ồ, hai chiếc chạy vui ha. Thấy không? Quay lại hai chiếc luôn. Chiếc kia chạy lại, chiếc kia chạy chậm rồi, rồi mất. Rồi tới bà. Xong đó các bạn, chắc xong rồi, đừng lấy cào thêm lần nữa nha. Rồi xong rồi nữa hả, dắt sâu dưới hả, coi đường mương là anh dắt ra sâu dưới coi. Kết thúc video mà chưa kết thúc được nè. Đó là có đen luôn. Coi cái bà mấy cái mương sâu dưới đây. À, không phải làm cái mương mà là làm cái bờ. Ủa cái bờ này cao dưới ta, cái trọng gì đó các bạn, cái bờ quá bự luôn nè, bề ngang 1,5 m, 2 mét mấy 3 mét á, cái bờ bề ngang 3 mét á, mà không biết đi làm gì ha, 3 mét luôn. À, nó giống bên đây nè, cái làng hồi cắt lại nữa, cắt lấy gọn lại nè, mình chờ cho các bạn xem bên đây nè. Lên cao xong bắt đầu là gom cái bờ là vậy nè, đó gom bờ là vậy đó. Này hai cầu làm này với một cầu lại làm này nó hơi khó à. Trên phía giữa các bạn nó dễ xuống. Đây cài một quận nữa nè, cài quận nó đừng lắp cái đường mương của nó lại.
cái bãi giữa bờ, nhằn nó xuống để hồi mà rong hai bên để nhưng mà cho nó có dịch có vẻ. Rồi thôi mình kết thúc video cho các bạn, video dài lắm rồi. Rồi bye bye các bạn nha.